Video này được quay tại shop cá cảnh Beta Coffee. Các cảnh quay sau đây được thực hiện bởi chuyên gia và những người có kinh nghiệm chăm sóc động vật. Đây là dàn hồ cá có các vách ngăn vừa giúp cá Beta vui vẻ khi thấy nhau vừa bảo vệ chúng. Ở đây, chúng tôi đang trưng bày và giới thiệu đến công chúng vẻ đẹp nghệ thuật của loài cá Beta. Bên cạnh đó, video này là cảnh chúng tôi đang nghiên cứu về tập tính, thói quen và hành động của loài cá Beta khi chúng thấy mặt nhau nhằm cung cấp kiến thức cho người xem về loài cá này. Qua đó người xem có thể thấy được vẻ đẹp và giá trị nghệ thuật của loài cá Beta. Khi nuôi cá này, bạn cần hồ kính có vách ngăn như trong video của chúng tôi để mang đến môi trường sống tốt nhất cho loài cá Beta. Các cảnh quay sau đây sẽ minh họa và hướng dẫn bạn cách nuôi và chăm sóc cá Beta tốt nhất. Chúng sẽ cảm nhận được sự an toàn, ấm áp và vui vẻ khi bạn nuôi cá Beta giống như trong video của chúng tôi. Cầu mini game 143 nha mọi người. Để coi hôm nay sẽ là người trúng thưởng ha. Wow, quá to luôn. Nguyên một con la hán luôn ha mọi người. Số 58 nha mọi người. Ai bình luận số 58 là người trúng thưởng ha. Chào mọi người, nếu mới được cá Beta Coffee, được cá ngày 25 tháng 10 buổi trưa ha mọi người. Được cá hôm nay là đồng giá là 29k một con nha. Thì được cá hôm nay bắt đầu từ mã số 3 ha, là 15 ô đầu, 15 mã số đầu thì tất cả đều là trống ha mọi người. Còn 5 ô sau cuối cùng ha thì tất cả đều là mái nha mọi người. Mua hàng lưu ý giúp em nha. Đầu tiên con này là con cá sim nha mọi người. Cá sim thì con này thì màu của nó là màu xanh đen đuôi đỏ ha. Mới về khoảng được chừng mười mấy con ha. Nếu anh em nào thích dòng này thì bên em mấy clip sau em sẽ lên mấy cái dòng này cho mọi người ha. Phía sau nó là con Dumbo dứa ha mọi người. Đó, Dumbo dứa. Dứa kỳ này con này thì sẽ là dứa, nó sẽ là màu dứa dừa thôi, nhạt dừa thôi ha. Rồi, tai thì cũng to luôn mọi người. Rồi, kế tiếp. Đây là con trống gồng đen nha mọi người. Đó, gồng đen. Con này thì cái đuôi của nó cũng hơi bị cong nhẹ chút xíu nha mọi người. Đó. Màu nó thì nó đã phun vảy rồi, phun vảy trắng rồi ha. Thân đen, form thì rất là tốt luôn. Form nhìn rất là đẹp ha. Nhưng mà cái đuôi của nó thì bị lõi chút xíu, nhẹ là bị cong chút xíu thôi. Phía sau nó là con Phân Si giá lô ha. Con này thì là mang cái vảy trắng ha, vảy trắng full thân. Nhưng mà theo cái kiểu vảy của nó là vảy hưa thôi. Mình sẽ nhìn thấy được thịt vàng ở bên trong ha mọi người. Rồi, kế tiếp. Đây là con Phân Si Cam Cooper Dusita ha. Thì nền con này mọi người sẽ thấy là màu thì đẹp lắm á. Cái nền mà trắng Cooper, vảy trắng Cooper nó rất là sáng luôn. Phần đầu của nó thì là cam đậm luôn ha. Nhưng mà con này thì nó đang bị thiếu màu phần ngoài bụng nè ha. Với thêm đuôi của nó mọi người sẽ thấy là con này thì form tốt nhưng mà cái đuôi nó cũng bị cong nhẹ luôn. Cong nhẹ luôn ha. Nói chung là mấy cái dòng cong này thì mình làm kiểng nè. Mình để cho nó kè ha, ngắm ha thì đẹp ok ha mọi người. Còn ép thì có thể là bị lây khoảng 50% ha. Còn phía sau con này là con Phân Si Cooper nha. Phân Si Cooper màu dòng huyền thoại ha. Cooper xám đen ha. Đây, mình sao để thấy đi. Nó khó thấy quá. Đây, mình sẽ thấy ha. Cái màu của nó, cái nền xám đen ha. Đuôi cũng vậy luôn, màu cũng đẹp đó nha mọi người. Mới về ha, cái màu này cũng rất là lạ luôn. Nó có cái nền của nó có chấm đốm đen đều ha, hăng hết trơn. Rồi, kế tiếp. Đây là cũng là con trống chung dòng hồi nãy luôn. Phân Si Cooper luôn ha, Cooper xám luôn nha. Form rất là tốt luôn, rất là đuôi Sita luôn ha mọi người. Màu thì nhìn cũng nền cũng lạ nữa. Phía sau nó thì là con Phân Si Yellow. Phân Si Yellow nền của nó là 3x7 luôn ha. Xanh đen trắng nha mọi người. Ôi, con này thì nó cái form hồi nãy thì form vừa rồi. Còn con này thì mọi người sẽ thấy là cái form nó hơi mini chút xíu ha, tầm khoảng có chừng 3 xăng thôi. 3 xăng mà form cục chút xíu ha, 3 xăng ha. Rồi, kế tiếp. Đây là dòng Phân Si Yellow. Con này thì cũng là cái nền mà 3 màu luôn, 7-3 màu luôn ha. Trắng xanh đen ha mọi người. Mà cái nền con này mọi người thấy rất là sáng luôn nè, nhìn màu rất là tươi luôn ha. Đó, form cực kỳ tốt luôn. Mà con này cũng vậy luôn mọi người ơi, form rất là tốt, màu cực kỳ đẹp luôn ha. Nhưng mà cái đuôi nó hơi bị cong nhẹ chút xíu nha. Đó, cong nhẹ mọi người đâu nhìn thấy không? Nếu em không nói thì mọi người đâu có nhìn thấy được cái đuôi cong đâu không mọi người. Đó, nó bị lỗi nhẹ nhưng mà lỗi nó khó thấy ha. Thì bên em sẽ là giá ha, tầm trung cho mọi người chơi nha. Phía sau nó là con Phân Si Cam. Cam Cooper luôn ha. Cam Cooper đuôi Sita luôn. Thì nền con này thì sẽ là nền cam lon ha. Cam lon ha. Còn nó là sẽ có vảy xám trắng luôn. Cooper xám trắng ha.
Rồi kế tiếp đây là dòng coi coi dạ quang mọi người. Coi dạ quang là nó theo cái đốm của cái dòng Nemo nha, đốm Nemo cam cam đỏ đen ha. Ở con này thì nó lên cũng lên đốm cũng khoảng có chừng 80% rồi nha. Cái nền xanh ít nè, có nhiều anh em thì ta sẽ thích là chơi cái nền mà có còn nền xanh nhiều, còn nhiều anh em sẽ thích là chơi cái dòng mà lên đốm đã nhiều ha mọi người. Rồi phía sau nó là con tua nha mọi người, tua cam ha, tua cam đây. Rồi mình qua hai con kế tiếp luôn. Đây là con phân si giá lô, con này thì cũng là mang nền vảy vảy trắng luôn, vảy trắng nửa hăng ha, cũng theo cái nền mà vảy mà hưa mà thấy được thịt vàng phía trong mọi người, theo cái nền vàng nhiều ha. Phía sau nó con này á thì cái màu nó tươi nó đẹp, nhưng mà cái phơm mọi người sẽ thấy là cái phơm của nó, cái đuôi của nó thì là nó cong hình chữ C ha mọi người, cái đuôi nó hơi bo hình cánh quạt rồi, chứ nó chưa có được, nó bỏ mất tiêu chữ CD ha, cho nên mọi người nhìn thấy cái đuôi nó hơi bè chút xíu. Phía sau nó là con này là con trong bầy mà bầy gì ta, con này không biết giờ gọi là cái gì nữa, nó vừa có cooper mà nó vừa có màu đen nè mọi người. Từ đợt hổm em cũng bán cho mọi người mấy con á, đợt này có con này lên form còn đẹp hơn nữa nè, cái đuôi cái màu cooper của nó chủ tia rất là sáng luôn mọi người thấy ha. Đó, mà lạ ha, hôm nay em lên cho mọi người nhiều con nhìn lạ lắm. Nếu anh em mà thích, nếu anh em nào mà thích cái dòng lạ mọi người hơi sở hữu về ha, mình ngắm ha mọi người. Đó. Rồi kế tiếp đây là con dạ quang phân si ha. Thì phân si này của nó thì nó sẽ lai theo màu xanh xanh trắng nha, phân si lai theo màu xanh trắng đen luôn, viền đen gần đuôi ha, nhìn rất là lạ ha mọi người. Mà nhìn màu mà hình như mấy cái con mà nó phân mấy con mà dạ quang này mà nó lai dòng phân si mọi người sẽ thấy cái nền xanh nó rất là sáng luôn, sáng hơn mấy con mà dòng bình thường nữa, nếu mà lai chung màu đen mọi người, đen xanh á. Phía sau nó là con coi dạ quang ha, coi dạ quang mà nó lai theo kiểu mà coi của dòng coi giá lô nha mọi người. Đó, coi giá lô mà mọi người sẽ thấy cái nền mà chấm bông đen với galaxy nhiều ha. Rồi cái tiếp đây là con Black Blue nha. Đó, trong bầy Black Blue ha, mà nó lai theo thêm màu trắng nữa, em nhìn không biết là đọc là màu gì nữa, nhìn nó cũng rất là lạ mà nhìn form rất là đẹp luôn mọi người, nhìn thấy không, trời ơi quá xuất sắc luôn, màu đẹp ha, rất là sáng luôn á. Cái nền màu lạ nhưng mà nhìn rất là sáng ha, mà form cũng cực kỳ đẹp. Thì bình thường á em không biết sao nữa, tại vì nhiều khi trong mấy cái bầy mà kiếm được mấy con mà màu lạ lạ mọi người sẽ thấy nhìn cái form rất là đẹp luôn, mọi người để ý ha, mấy form rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Còn mấy cái con mà màu trung tâm bình thường của mình có nhiều con form còn xấu hơn mấy con này nữa đó. Phía sau nó là con này là con Samurai Cooper mà vừa like Nemo nữa ha mọi người. Đó là cái con này thì đợt này nó like đốm Cooper nhiều hơn nữa, lên Cooper nhiều hơn nữa nha mọi người. Đây rồi kế tiếp đây là dòng super ghét ha. Đó, super ghét dòng huyền thoại nha. Rồi form rất là ok luôn, mọi người thấy nhã bọt cực kỳ nhiều luôn không. Rồi phía sau nó là con phân si giá lô nha, con này thì sẽ là nền xanh đen, nền thân của nó xanh đen ha, chủ yếu xanh đen là nhiều. Rồi kế tiếp đây là dòng samurai thì con này thì nó sẽ là nó có vảy xám nha mọi người, vảy xám có full thân luôn rồi. Nhưng mà con mắt mọi người, con mắt con này nè nó bị hơi bị đục ha mọi người. Đó. Đục lai của màu xám cái vảy luôn á. Phía sau nó là con Fancy Get Cooper ha. Đây cho thấy con phía sau. Fancy Get Cooper rất là sáng luôn. Thường thường mấy cái dòng mà Fancy Get Cooper mà nó lai hăng xám gì á mọi người, thấy cái đuôi màu đỏ của nó thì rất là đậm luôn ha. Rồi kế tiếp đây là dòng tua mọi người, tiếp tục cũng là tua cam luôn. Phía sau nó là con phân si giá lô, con này thì cũng là hăng xanh đen nha, nhưng mà mọi người sẽ thấy nó khác biệt với con hồi nãy là xanh đen của nó sẽ là hăng đen ở trong bọc vỉ xanh ở ngoài ha. Đó. Rồi kế tiếp đây là dòng hắc môn. Đây hôm qua em cũng có đăng lên một con, hôm nay còn một con nữa nha. Đó, con này con hắc môn đen, form nó còn hơi mini chút xíu nhưng mà màu cực kỳ đẹp luôn.
phía sau nó là con phân xi Zalo. Phân xi Zalo ha, cũng là vảy trắng xanh luôn. Rồi kế tiếp đây là dòng phân xi, phân xi cam cấp bơ mọi người, đuôi xì ta nha. Nền con này thì sẽ là nền trắng xám, trắng xám ha, vảy cấp bơ trắng xám. Phía sau nó là con Nemo Candy ha, phun thần Candy luôn. Rồi mình qua hai con kế tiếp nha mọi người. Đây là con Hormone Gate ha. Hormone Gate con này thì sẽ là form nó đỏ đỏ đậm từ đầu cho tới đuôi nha mọi người, form đỏ đậm. Mà con này mọi người thấy không, đuôi nó to hơn con hôm qua ha. Nhưng mà cái gì dưới đây của nó nè mọi người thấy nó hơi bị gách chút xíu nha. Đó, gì hơi bị gách ha. Phía sau nó là con Supergon ha. Sau nó là con Supergon ha. Rồi mình qua hai con kế tiếp nha. Bắt đầu từ 376 cho đến cuối video là tất cả đều là mái hết nha mọi người. Đầu tiên đây là mái phân xi Zalo, con này thì sẽ làm hăng của nó là sẽ vảy nền vàng ít ha, nó heo cái nền vảy trắng xanh là nhiều, vảy trắng bông xanh nha. Ở con này rất là ú luôn, bụng rất là căng trứng nha mọi người. Phía sau nó là con mái Hormone Gap nha, đuôi dài ha. Hormone Gap ha, hăng cực kỳ xanh đen luôn, đuôi vàng rất là đậm luôn ha. Rồi kế tiếp đây là mái dòng Hormone. Hormone con này thì sao thấy là hăng nó sẽ là hơi màu nhạt nhạt giống như dân người vậy đó. Đuôi nó sẽ là màu hồng thôi mọi người, hồng tím pha chút xíu ha. Phía sau nó là mái phân xi ghét vảy trắng đen. Rồi kế tiếp là mái phân xi ghét luôn, cũng là ba màu vảy trắng xanh đen nha mọi người. Đó, hăng đỏ cực kỳ đậm luôn. Phía sau nó là con mái dòng phân xi ghét luôn, hăng xanh đen ha mọi người. Rồi kế tiếp đây là mái của dòng gồng đen ha. Hồi nãy có chấm gồng đen rồi, bây giờ em lên cho mọi người mái gồng đen luôn. Nếu mọi người muốn ép mọi người có thể mua mái này ha, với con chấm hồi nãy. Thế sau đó là con mái dòng coi nha, coi dạ quang ha. Thì hôm nay em lên cho mọi người hai con mái dòng coi dạ quang luôn nha. Rồi cuối cùng cũng là mái dòng coi dạ quang. Phía sau nó là mái gồng đỏ nha mọi người, mái gồng đỏ ha. Gồng đỏ chấm thì em hết hàng rồi, chỉ còn mái vài con thôi ha mọi người. Rồi những dòng cá hôm nay mọi người mua hàng mọi người sẽ bấm vào trong cái phần mô tả video mọi người đang xem, sẽ có một cái đường link dẫn lên trang Shopee ha mọi người. Đó, cái trang Shopee đó là sẽ có những mã số tương ứng như mã số em đang quay ha. Mọi người mua con nào mọi người chọn phân loại con đó ha mọi người. Phía trước thì bấm mã số đó thì chọn phía trước, phía sau thì chọn phía sau. Thì 15 ô đầu là chấm ha, tất cả đều là chấm, còn 5 ô cuối cùng thì tất cả đều là mái hết nha. Rồi video này của em đã kết thúc, hẹn gặp mọi người vào những video khác, chào mọi người. Rồi hôm nay thì shop mình sẽ chơi lớn, tặng cho anh em con cá. Ở trên màn hình là mình đã quay ba con, anh em biết mình tặng con gì không? Hai con Beta và một con La Hán. Thì hai con Beta hai bên là dòng răng nha mọi người, nhưng mà mình không có tặng nó. Đó, đợt này mình sẽ tặng cho anh em con La Hán nha. Con La Hán này thì nó giá trị nó thì nó cũng không cao lắm đâu, nó cũng rẻ thôi. Đó, đầu thì nó cũng chưa lên ha, nhưng mà mình tặng để những anh em nào chúng ta mới tập chơi, chúng ta sẽ tập nuôi cái dòng cá này. Nói chung là nó cũng dễ nuôi lắm, chỉ cần một cái hồ rộng rãi này kia có oxy là được ha mọi người. Mọi người thấy nhìn cái vảy của nó rất là đẹp ha. Đó, thì cái con này lần này bên mình sẽ làm mini game đó. Bình thường tặng cá Beta không, mà hôm nay chơi lớn tặng La Hán luôn á nha anh em. Anh em comment nhiệt tình vô ha, comment từ 0 tới từ số 1 tới số 90 nha anh em. Ai trúng thì may mắn sẽ nhận được con này về chúng ta tập nuôi ha. Nếu mà chúng ta nuôi rành rồi quá thì chúng ta chừng nữa chúng ta sẽ mua những cái con như thế này nè. Đó, chúng ta nuôi những con lên đầu thì nó sẽ giá nó cao hơn. Còn những cái con này thì giá nó cũng rẻ thôi ha. Đó, cái nào mình cũng nói trước. Cái nhiều khi nhà anh em chúng ta biết chơi, chúng ta vô nói trời ơi con này không có giá trị này kia mà đi tặng. Đó thì con nào cũng có giá trị hết anh em, quan trọng là chúng ta cảm thấy nó đẹp là được ha. Và cái con này thì về mình nuôi riêng hồ nha anh em, đừng có thả chung với hồ Beta nha, nhiều khi nó sẽ cắn Beta nha. Rồi chúc anh em may mắn nha, đợt này cá quá đã luôn.